kinh Kim, Kim Căng Giảng Ký tập 207 người giảng lão pháp sư Tịnh Không ăn không nên ăn quá no đương nhiên cũng không nên ăn quá ngon ngủ cũng không ngủ ngon Mặt cũng không nên mặc quá ấm loại phương thức sống này có đạo lý để bạn từng giây từng phút biết được làm người rất khổ gấp rút thoát khỏi lục đạo luân hồi dụng ý của ngài là ở chỗ này bạn ăn quá ngon mặc quá đẹp mọi thứ đều rất thoải mái không muốn thoát khỏi lục đạo lục đạo này vẫn không tệ nói với bạn thế giới tây phương cực lạc lắc đầu tôi chưa có nhìn thấy tôi hiện nay chỗ này rất tốt không muốn đi cho nên phật dạy các đệ tử sống loại đời sống khổ hạnh này thường xuyên nhắc nhở cảnh giác đây thật sự là đại trí huệ vô lượng kiếp đến nay chúng ta trôi lăn ở trong lục đạo khổ không thể nói Nếu các vị suy nghĩ thật kỹ thì biết Quá khổ rồi Có thể có tâm cảnh giác Muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi Đây là thật sự giác ngộ Cho nên tất cả phương tiện chỉ dạy của Phật Đều là giúp cho con người giác ngộ Đây là nói ý như lục thời trung quả năng như thị cần cần quán chiếu mật mật khám nghiệm cái mật mật này là thận trọng tỉ mỉ rất thận trọng tỉ mỉ mà thế nghiệm liền có thể biết được công phu của mình công phu làm ở chỗ nào vậy là ở trong đời sống thường ngày chính là vừa mới nói tùy duyên bất biến ở trong tất cả tùy duyên học bất biến ở trong cảnh duyên việc gì cần phải dứt điểm thì hãy mau mau dứt việc cần phải kết thì nên kết kết không được phan duyên ở trong kết duyên không được có tình cảm có cảm tình chính là phan duyên kết duyên tốt nhất là kết pháp duyên Thiện ác duyên đều không tốt Ác duyên càng không nên kết Kết ác duyên rồi Thì tương lai oan oan tương báo Kết thiện duyên rồi tương lai phải báo ân Nói tóm lại Báo ân báo oán đều không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Bằng vẫn là đang tạo lục đạo luân hồi Kết duyên gì tốt vậy? Kết pháp duyên thì tốt Pháp duyên chính là khuyên người niệm Phật Khuyên người cầu sanh tịnh độ cái duyên này tốt Bản thân chúng ta hy vọng dẫn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc Nếu như ta đi một mình Tại vì sao ta không khuyên thêm một số người nữa Dắt thêm một số người nữa đi chứ Vì thế giới Tây Phương cực lạc a di đà Phật nhìn thấy bạn dắt theo một số người Cái này rất vui Đây không phải là một người Nhiều người như vậy cùng đi theo bạn đến Cái này rất có ý nghĩa cho nên là kết nhiều pháp duyên Cần cần quán chiếu Mật mật khám nghiệm Đây là nói công phu ở phía trước Hai câu nói dưới đây rất quan trọng Chúng ta công phu có thể thành tựu hay không? Chúng ta niệm Phật có thể được nhất tâm hay không có thể được công phu thành khối hay không là có quan hệ rất lớn với hai câu nói này phải khiến cho tâm được định chân đứng cho thật vững khiến tâm được định là chúng ta ở trong cảnh giới tuyệt đối không bị ngoại cảnh làm dao động Tâm của chúng ta Trước sau chỉ một cái phương hướng Một cái mục tiêu Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Không bị thế duyên Làm cho động tâm Chân đứng cho vững Là nói thân thể của chúng ta thân thể của chúng ta tùy duyên không bị chuyển bởi tùy duyên không bị chuyển bởi cảnh giới cũng chính là chúng ta trì giới phải thanh tịnh giới luật thanh tịnh chính là chân đứng vững vàng tất cả như pháp như lý như pháp khiến cho tâm được định là tâm địa thanh tịnh không bị tướng chuyển thân tâm đều không bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài chính là sau cùng bản kinh thế tôn dạy tôn giả tu bồ đề bất thủ ư tướng như như bất động bất thủ ư tướng là chân đứng vững như như bất động là kiến tâm được định Như vậy là có thể thành công Mẫn tướng nhập thể Nếu dùng vào tình độ tông để nói Bạn sẽ dễ dàng được nhất tâm bất loạn Bạn có thể tu được như vậy Thì bạn có thể được nhất tâm bất loạn Thử thị học nhân Để nhất trước công phu Tiện thị tùy thuận chân như Tiện thị trực chỉ hướng thượng Ba câu ở trong đây Câu thứ nhất là nói chung Bất luận là bằng học tông phái đạo, Pháp môn nào bạn có thể vận dụng cái nguyên lý nguyên tắc này đây là công phu đẳng cấp hàng đầu tùy thuận chân như là tánh tông thường nói đây chính là tùy thuận chân như trực chỉ hướng thượng là lời mà trong thiền tông nói loại cách tu này chính là một đường đi lên ở trong tông môn chính là nói cái này từ đó cho thấy chúng ta niệm phật có thể dùng được chúng ta về mặt phương pháp về mặt hình thức không giống như tông môn giáo hạ Nhưng mà về mặt tinh thần Về mặt nguyên lý nguyên tắc Là hoàn toàn giống nhau Đây là điểm chúng ta Cần phải biết rõ Quả năng như thị Bằng thật sự Hiểu được cái đạo lý này Hiểu được cái phương pháp này hơn nữa Cái lý luận và phương pháp này Bạn đều có thể đem nó dùng vào trong đời sống thường ngày Đem nó dùng vào trong công việc của bạn Đối với người với việc giới vật Bạn thấy đều biết dùng rồi Tắc nhậm tha dạng tướng phân thừa Tự bất vi kỳ sở động Cái xã hội này phức tạp như thế nào đi nữa nhân sự thậm chí là hỗn loạn như thế nào đi nữa bạn cũng không loạn bạn cũng không lẫn lộn bạn không bị dao động bởi nó vĩ thượng giai thị tùng chư pháp không tướng khởi tu chi phương tiện kim can bát nhã đến cuối cùng quy kết về chư pháp không tướng đây là nói ra cách tu chư pháp không tướng hữu duyên nhân tùy tu hành chi đại hữu thọ dụng những người nào là có duyên vậy chúng ta đều là người có duyên mà ngày nay đọc được bộ kinh này nghe được bộ kinh này đây chính là người có duyên người không có duyên không thể nghe được chúng tôi ở đây giảng kinh bằng ghi âm băng ghi hình của chúng tôi lưu thông ra ngoài tương lai có thể nghe được băng đĩa cũng đều là người có duyên có duyên nếu bạn thật sự nghe hiểu rồi Nghe sáng tỏ rồi Chịu làm theo cái cách này Thế thì chúc mừng bạn Bạn nhất định Được thọ dụng lớn Bạn có thể thay đổi đời sống của bạn Bạn có thể thay đổi công việc của mình Cái thay đổi này Không phải sự Thay đổi ở trên hình thức không phải bảo bạn đổi nghề ở trên công việc không phải vậy bạn vẫn sống bình thường vẫn làm việc bình thường thay đổi là bạn được vui ở trong đời sống ở trong công việc bạn sẽ không bị khổ đây chính là thọ dụng lớn xem tiếp đoạn này dưới đây ước cần giới minh ly nhất đa tu bồ đề nhược thiện nam tử thiện nữ nhân dĩ tam thiên đại thiên thế giới toái vi vi trần ưa ừ ý vân hà thị vi trần chúng ninh vi đa phủ Trần là hạt nhỏ nhất, là hạt nhỏ nhất ở trong vật chất. Giới là thế giới, là cái lớn nhất ở trong hiện tướng của vật. Trên kinh Kim Cang nói cái này, trọng tâm nghiên cứu của nền khoa học hiện đại cũng là cái này. Bạn xem họ nghiên cứu cái lớn Ở đó nghiên cứu thảo luận Quan sát Đang nghiên cứu thảo luận Vũ trụ Vũ trụ vô lượng vô biên Hiện nay nhà khoa học đang nghiên cứu Thảo luận hư không vũ trụ Có bờ mé hay không Bờ mé ở chỗ nào đây là nói cái lớn Cái nhỏ là nghiên cứu vi trần Phật Pháp gọi là vi trần Họ đang nghiên cứu nguyên tử Điện tử hạt cơ bản Hiện nay vật chất mới nhất là lượng tử Đây là vật chất nhỏ nhất Phật ở đoạn này Chính là đem vật chất lớn nhất nhỏ nhất Để nói với chúng ta Làm thế nào Ở trong quan niệm Đem một nhiều lớn nhỏ Để đều là cái đối lập nhau Cái thứ này từ đâu mà có vậy Những là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có Không phải thật Cũng đem nó xả sạch Chúng ta xem chú giải Thử minh chúng duyên Tụ tán vô thường chi nghĩa Ý nghĩa chân thật Của kinh văn là ở chỗ này Cái ý nghĩa này Hiện nay nhà khoa học biết Vũ trụ tất cả dạng pháp Từ đó mà có gì Đều là từ hạt cơ bản nhỏ nhất mà hợp thành biến hiện ra ở trong khoa học gọi là phương trình sự tổ hợp của nó tổ hợp sắp xếp khác nhau cho nên biến thành nguyên tử sự tổ chức sắp xếp của nguyên tử lại không giống nhau như vậy biến thành phân tử Do phân tử biến hiện ra Động vật, thực vật, khoáng vật Tất cả dạng vật Đây là tìm ra Được nguồn gốc Của vật chất rồi Thật ra Nói đến vật chất nhỏ nhất Ngày nay nói đến Lượng tử Nói đến hạt cơ bản có rất nhiều nhà khoa học Cũng quan sát được rồi Nói thật ra Cái thứ này chính là hiện tượng Của sống Nhà khoa học thừa nhận Họ nói hạt cơ bản Hoặc giả lạc nói sống Ý nghĩa đều như nhau Hạt cơ bản chính là sống Sống ở trong quan sát của họ Chính là hạt cơ bản. Nhận thức cái sự thật này đó chính là phần sau kinh Kim Cang gọi là nhất hợp tướng. Hợp là tổ hợp. Cùng một thứ giống nhau, tổ hợp khác nhau, biến thành đủ dạng hiện tượng phức tạp. Tướng có hay không vậy? Tướng không có Tướng nó thật ra chính là sự tụ tán Của cái hạt cơ bản này Tụ tập lại là có rồi Tướng hiện tiền rồi Tan trở ra không còn nữa Tụ tán vô thường Cho nên tướng là giả tướng Không phải chân tướng Tướng là huyện có Không phải thật có Đây là sự thật Nhất định phải biết đây là nói cái nghĩa của nhiều duyên tụ tán Vô thường Văn trung trọng tại toái hợp Trước tiên Nói đem cái thế giới này nghiền nát đi Đây chính là nhà khoa học dùng Phương pháp phân tích Vật chất nhỏ nhất Một hạt vi trần đem nó phân tích ra phân thành vật chất nhỏ sau đó phân tích tiếp mới phát hiện là nguyên tử điện tử hạt cơ bản càng phân càng nhỏ mới phát hiện được đây là nghiền nát dùng cái phương pháp này hợp là tổ hợp cái hạt cơ bản này tổ hợp thế là biến thành thế giới cho nên hai cái chữ này ý nghĩa rất là sâu xa chúng ta hiện nay nói phân tích toái chính là phân tích hợp là tổ hợp nhân kỳ khả toái khả hợp túc chứng vi trần thế giới chi tướng giai thị nguyên sanh lương thể tức không Thế giới có như thế nào vậy? Là do vi trần tổ hợp. Nó có thể tổ hợp, nó có thể phân chia. Cho nên từ trên vật chất cơ bản mà quan sát, hiện nay thông thường nói trước đây cho rằng vật chất nhỏ nhất là nguyên tử nguyên tử không thể phân chia tiếp được nữa vì sao khoa học tiến bộ hơn kỹ thuật tiến bộ hơn để nguyên tử cũng phân chia ra tiếp đây là mọi người đều biết để nó phân chia thành nơron hạt nhân nguyên tử vì sao cho rằng nơ ron hạt nhân nguyên tử không thể phân chia tiếp được nữa hiện nay neron hạt nhân lại có thể phân chia tiếp bên trong nó vẫn còn ba cái vật chất nhỏ nhất hiện nay nhân từ khoa học gọi là hạt vi lượng là tổ hợp hạt vi lượng tương lai còn có thể phân chia tiếp hay không vậy ở trong quan niệm bình thường hiện nay của nhà khoa học nói đại khái vẫn có thể nhưng mà hiện nay chúng ta vẫn chưa có kỹ thuật này thử xem tương lai kỹ thuật tiến bộ tiếp nữa có lẽ vẫn có thể phân chia tiếp được Cho nên Mới biết Tất cả Pháp duyên sanh Pháp do nhân duyên sanh Pháp do duyên sanh không có tự tánh Không có tự tánh là không có tự thể Cho nên là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đây là nói hiện tượng của vũ trụ Tất cả động vật, thực vật, khoáng vật Nhỏ đến vi trần Lớn đến vũ trụ Đều là Pháp do nhân duyên sanh Đều là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Cho nên Đâu có cái gì là của mình nếu bạn có thể hiểu rõ chân tướng sự thật Bạn vẫn còn chấp trước sao Bạn vẫn còn khởi vọng tưởng Đây là cái của tôi Cái thứ đó tôi muốn chiếm hữu nó Cái ý nghĩ đó là không còn nữa Đây thể đều là vọng tưởng Vọng niệm Hoàn toàn không phải sự thật Nói lời thành thật Thân thể cũng không phải của mình Thân thể cũng là do những vật chất cơ bản này Tổ hợp lại mà thành Duyên tụ thì thân thể tồn tại Duyên tan thì thân thể không còn nữa Làm gì là thật chứ Ngay cái thân này còn không thể được Kinh Kim Cang phần trước đói Không những thân không thể được Mà tâm cũng không thể được Tâm cũng không, tâm cũng không có Đây là chúng tôi nói trừu tượng hơn Bởi vì tâm không phải sắc pháp Không phải vật chất Tâm là tinh thần Cái bộ phận này cũng là duyên sanh Tám thức 51 tâm sở đều là duyên sanh Vì mới hiểu rõ Hóa ra thân tâm dạng vật Đều không thể được Đều là duyên tụ, duyên tan, giả tướng mà thôi Nhi Pháp tánh trung bổn vô thử vật Pháp tánh là thật Chứ như bổn tánh Đó là bản thân chúng ta Phật Pháp Suy đến cùng Chính là tìm được chính mình Cái này với khoa học Không giống nhau Khoa học ở chỗ đó tìm tòi Đến sau đó không có kết luận Khoa học đi đến cuối cùng là công giả trả Phật Pháp chúng ta đi đến cuối cùng Nhận ra được chính mình chân thật Chân như bổn tánh Cái thứ này là bất sanh bất diệt Thiền tông gọi là Mặt mũi xưa đây trước khi Cha mẹ chưa sanh ra Ở trong mặt mũi xưa đây Không có những thứ này vốn không có vật này Cố tuy bất đoàn diệt Nhi bất khả chấp trước giả Những nguyện tướng này Phần trước đã nói qua rồi Chúng ta người giác ngộ Người tu hành Cần phải mặc cho nó Muôn tướng rối ren bản thân không bị nó làm dao động là được rồi đây chính là thái độ mà đối nhân xử thế của chúng ta chư phật bồ tát như vậy chúng ta ngày nay học phật học bồ tát cũng như vậy Cho nên tất cả dạng tướng Có cần đoạn hay không vậy Không cần thiết Vì sao vậy là giả Không ngay nơi thể Bạn cần đoạn nó làm gì Bạn có cái ý nghĩ đoạn là sai rồi Không quan tâm đến nó Không chấp trước nó Thì nó không còn nữa Là không liên quan Điều quan trọng là Quyết định không được chấp trước Cơ thể không chấp trước Thì bốn tướng Phá rồi Ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Là phá rồi Chỉ cần có mảy may chấp trước Ai chấp trước vậy? Ngã Liền có tướng ngã có mảy may chấp trước cũng không được Cái gì nhất định phải nhớ kỹ Có bốn tướng chính là phàm phu lục đạo Có bốn tướng thì không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Chấp tướng rồi Quyết định không thể thành tựu Tướng Không dễ dàng đoạn Nói lời thành thật Nói là nói rất dễ dàng Bạn thử đoạn xem Ta phải đoạn Ta vẫn còn Ta muốn đoạn Vẫn còn Khởi tâm động niệm Nó còn Không khởi tâm không động niệm Nó vẫn tồn tại Vậy mới biết khó Bởi vì khó Nên chư Phật như Lai Đại Từ Đại Bi Đã mở ra cho chúng ta Một pháp môn Phương tiện Dạy cho chúng ta nới nghiệp giảng sanh Không đoạn cũng có thể thoát khỏi được nhưng mà các vị phải nhớ kỹ Không đoạn cũng có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Chỉ có một con đường này Bạn xem tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Đây là giống như trúng thưởng vậy Bạn đã trúng vậy đặc biệt chỉ có con đường này mới đi thông được Bạn may mắn vừa dặn gặp được Điều này không dễ dàng Thật sự còn khó khăn hơn trúng đặc biệt Chúng ta ngày nay là trúng giải đặc biệt Mà mình không biết Đó là lơ mơ Thế mới là thật đáng tiếc Đây chính là đã trúng giải đặc biệt Mà không đi lãnh thưởng Đáng tiếc biết bao Quá đáng tiếc rồi Chúng ta ngày nay đã trúng giải đặc biệt Niệm Phật giảng sanh là lãnh thưởng về thế giới tiên vương cực lạc là lãnh thưởng rồi Cái này phải biết Cho nên điều quan trọng là không chấp trước Biết chân tướng sự thật Ngay nơi tất cả Pháp đều không chấp trước Không những không chấp trước Mà ngay cả phân biệt cũng không nên Một lòng một dạ nắm vững niệm A-di-đà Phật Một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng Đường trì thế giới vi trần Đại tiểu tuy thù Vô thực tắc nhất Lớn là thế giới Vũ trụ Nhỏ Chúng ta ngày nay nói lượng tử Lượng tử lực học là hiện nay nói nhỏ nhất Lớn nhỏ khác nhau Nhưng mà đều là giả Đều là không Thế giới lớn Duyên sanh tánh không Nhỏ nhỏ đến vi trần Nhỏ đến nơ Hạt nhân nguyên tử Cũng là duyên sanh tánh không Vô thực tắc nhất Vô thực chính là không tánh không Thể tánh không đây là một Thế tu thuyết Thứ thị dục nhân triệt để liễu giải thế gian sở hữu Hiểu rõ cái này làm gì vậy Bảo bạn buông xả Bảo bạn không nên chấp trước Quá khổ cực như vậy Phật giảng kinh thuyết pháp mục đích là ở chỗ này Đại chí thế giới Tiểu chí vi trần Mặc vi hư vọng Đương thể tức không Nói đến thế giới, nơi đến phi trần Ở trong đây toàn bộ tất cả muôn sự, muôn vật Đều bao gồm ở trong đó Cái này phải biết Phải biết không ngay nơi thể Phải biết thấy đều là hư vọng Kinh Kim Cang, Kinh Giang nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Phần sau trong kệ tụng nói với chúng ta Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Đây là thật Một chút cũng không giả Phần sau bốn câu kệ Mộng huyễn bọt bóng là tổng kết toàn bộ Kim Cang Bát Nhã Nếu bạn thường xuyên nghĩ đến Thường xuyên nhớ đến Thì bạn tự nhiên liền có thể buông xả liền nhìn thấu Buông xả Thì phiền não nhẹ Trí huệ liền tăng Lợi ích của buông xả quá nhiều Mở ra trí huệ chân thật Đó thật sự là được đại thọ dụng Lão cư sĩ Trần ở vancouver đã khắc một cái con dấu chính là bốn câu kệ này chúng ta hiện nay đem con dấu phóng to in ở sau áo tôi nhìn thấy rất nhiều người mặc rất tốt từng chi từng phút nhắc nhở mình đây là việc tốt bất khả chấp trước mất tất tham luyến chư phật bồ tát quả thật là hết lòng hết dạ khuyên chúng ta không nên chấp trước không nên tham luyến tất cả buông xả phật dạy chúng ta cái gì phải biết ngài làm được rồi Nếu Ngài chưa có làm được Mà dạy chúng ta Chúng ta sẽ không tin Thuyết Ca Mâu Ni Phật Sinh ra trong Gia đình Đế Dương Người thế gian muốn cầu phú quý Ngài là sẵn có vốn sẵn có được phú quý thấy đều xả bỏ thấy đều buông xả nếu ngài không xuất gia thì có thể kế thừa dương vị dương vị không cần nữa vĩnh viễn không cần nữa địa vị cũng không cần quyền lực cũng không cần xuất gia rồi phú quý cũng không cần nữa ngài thật sự buông xả được rồi thực sự không có tham luyến sau khi xuất gia ba y một bát mỗi ngày đi ra bên ngoài khất thực làm cho chúng ta xem đời sống của ngài có vui hay không vậy vô cùng vui vẻ vô cùng tự tại người thế gian chúng ta nhìn thấy khổ cái đời sống đó là đại tự tại thân tâm không có một mảy may áp lực chúng ta thấy hiện nay cái thế gian này người phú quý họ được phú quý hưởng thụ phú quý bạn hãy quan sát thật kỹ họ phải trả cái giá bao lớn Tôi nhìn thấy có một đồng tu Kinh doanh Rất khá Kiếm tiền là không ít Quá vất vả Nếu như vất vả như vậy rồi Tôi thà không cần Đây là thật Vì sao vậy? Lợi bất cập hại nhất định phải đem chân tướng sự thật nhìn rõ ra. Sau đó nghe thấy lời nói này của Phật, chúng ta tự nhiên sẽ đồng ý, sẽ khẳng định không chấp trước nữa, không tham luyến nữa, nhất thiết buông xả. Phương ư thực tướng tương ưng. Thực tướng là tương ưng với chân tướng sự thật. Tương ưng với chân tướng sự thật Thì bạn sống đời sống là đời sống chân thật Đúng như Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Ba loại chân thật Chân thật chi tế Chính là nói Tương ưng thực tướng Chân thật huệ Là trí huệ chân thật Chân thật chi lợi Phàm phu chúng ta gọi là lợi ích Phật nói cho bạn biết đó là lợi ích chân thật Mê nhân trường kiếp chi trung Duy tạo hoặc nghiệp khổ nhĩ Xoay trở lại nhìn Người chưa có giác ngộ Người không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh Họ sống đời sống Bất luận là phú quý Bất luận là nghèo hèn Nói tóm lại Đời sống mà họ sống là Mê quật tạo nghiệp thọ báo Đời sống của họ là Đời sống của lục đạo luân hồi Phật Bồ Tát sống Là đời sống nhất chân Pháp giới Thế sao có thể giống nhau được chứ Hoàn toàn khác nhau Niềm vui của loại đời sống đó của Phật Bồ Tát Phàm Phu không biết được Phàm Phu có thể nhìn ra được Đó không phải là người thông thường Người đó thật sự là có học vấn, Có tu dưỡng Thân tâm thanh tịnh Quan sát thấy Cái đời sống này cô Phật Bồ Tát tự tại vui vẻ Trước đây Lúc tôi xuất gia thọ giới Hòa thượng đắc giới của tôi Là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên Ở trong giới đàn Ngài đã kể cho chúng tôi một câu chuyện Tôi còn nhớ tôi trước đây Hình như cũng đã từng kể qua rồi Câu chuyện này là thật Không phải giả Là xảy ra ở quê hương của quý thầy thầy là người tô Bắc giang tô vào lúc đó thầy vẫn còn rất trẻ đang làm tiểu hòa thượng quê nhà có một câu chuyện như vậy câu chuyện kỳ lạ có một người hành khất ăn xin con trai của người ăn xin này vì sao đã phát tài ở cái địa phương này kinh doanh rất thành công người cha già của anh ở bên ngoài xin ăn làm ăn mà người ta nhìn thấy không được bạn bè thân thích đều quở trách anh ấy mắng anh ta anh bất hiếu anh không phải nghèo khó trong nhà anh giàu có như vậy sao có thể để cha anh đi ăn xin bên ngoài chứ anh ấy cũng là khó ăn khó nói cha của anh là cam tâm tình nguyện nhưng mà vì thể diện của mình anh đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm khắp nơi khó khăn lắm mới mời được ông trở về sau khi mời về rồi đã thay quần áo mới cho ông không cho ông ra ngoài khỏi cửa ở trong nhà ăn sung mặt sướng hưởng một cuộc sống tốt đại khái ở không đến một tháng ông nhìn thấy người canh cửa tương đối lơi lỏng ông lại lén trốn đi lại đi xin ăn nữa rồi sau đó có người hỏi ông vì sao ông không ở trong nhà hưởng phước ông nói ở trong nhà có cái phước gì để hưởng chứ cái đời sống này của tôi mới thật sự là hưởng phước mỗi ngày không có việc ngao du sơn thủy đi đến đâu ăn đến đó đi đến đâu ở đến đó trên người một xu cũng không có cái xã hội này động loạn khắp nơi đều là thổ phỉ thổ phỉ thì không cướp của ăn mày cho nên thiên hạ của ông là thái bình thiên hạ của ông là vô sự con người này rất đặc biệt không phải người thông thường ông biết tìm là thú cho chính ông sống đời sống tự do tự tại của mình không phải nhìn thấu buông xả chân thật người có trí huệ thì họ không làm cái việc này lão pháp sư nói với chúng tôi tôi kể cái câu chuyện này cũng đã gợi ý cho chúng tôi rất lớn con người này hoàn toàn không có học phật ông có cái trí huệ này ông muốn sống đời sống tự do tự tại của mình ông không muốn bị trói buộc Thoát khỏi xã hội phức tạp Bạn xem ở ngay cả gia đình cũng thấy đều buông xả rồi Ở trong tưởng tượng của chúng tôi Ông con người này Đời này không có học Phật Trong đời quá khứ nhất định là người học Phật Nhất định là có thiện căn rất sâu vậy Nếu không thì Ông sẽ có thể nghĩ ra được Sống loại phương thức sống này chứ đây là tự tại vui vẻ Hạnh phúc Mỹ mãn Chân thật Người thế gian chúng ta Làm sao có thể nhìn ra được chứ Ông hạnh phúc ở chỗ nào Thân tâm không có ngăn ngại Không có một mảy may lo buồn Không có một chút phiền não gì Không có một chút bận tâm Cái này mới thật sự là tuyệt vời người thế gian không thể sánh bằng ông được người thế gian mê ở trong trường kiếp việc họ làm là hoặc nghiệp khổ mê hoặc tạo nghiệp thọ quả báo chúng ta xem cái kinh văn này quả thật là nếu như không nói tỉ mỉ thì cái kinh văn này rất khó thấy ra được Bên trong nó có ý nghĩa sâu như vậy Thật sự là Sâu rộng Tinh vi Xin xem tiếp đoạn dưới đây Thế Tôn gọi tu Bồ Đề Hỏi Tôn Giả câu này Đương nhiên Tôn Giả phải trả lời Như đây là câu trả lời của Tôn Giả Thầm đa Thế Tôn Thế Tôn nói Đem cái thế giới này Nghiền nát thành bụi Không nên nói là Đại thiên thế giới Một cái thế giới đã khủng khiếp rồi Cái con số đó họ không có cách gì tính được huống hồ là tam thiên đại thiên thế giới Nghiền nát thành bụi Mà Thế Tôn rất nhiều Hà dĩ cố nhược thị vi trần Chúng thực hữu giả Phật tách Bất thuyết thị vi trần chúng Ý nghĩa của chúng là rất nhiều Tôn giả tu Bồ Đề rất thông minh Phật vừa hỏi như vậy Nghe liền biết Chỗ mà ý Phật hỏi Cái này vô cùng quan trọng Nếu như ý hỏi ở chỗ nào cũng không biết Bạn làm sao trả lời đây là hiểu được ý của phật chúng ta xem chú giải vấn ý trước trọng tại chúng tự thì vi trần chúng nên vi đa phủ chú trọng ở cái chữ chúng này ý nghĩa là rất nhiều vi trần là huyễn tướng tập hợp hoàn toàn không thật có cái ý nghĩa này vừa mới nói qua nhỏ tuy rất nhỏ nhỏ đến mức rất khó phát hiện được hiện nay cái phát hiện này của khoa học cũng tương đối không dễ dàng là bởi vì hiện đại kỹ thuật tiến bộ Đặc biệt là quan học Tiến bộ hơn quá nhiều So với 23 năm trước đây Lợi dụng những công cụ khoa học tiên tiến này Mới phát hiện ra Dựa vào cái phát hiện lý luận này để suy đoán nếu như khoa học kỹ thuật chúng ta tiến bộ hơn nữa có thể vẫn còn phát hiện mới ở trên kinh phật nói vi trần nhỏ đến mức cực nhỏ gọi là lân hư trần lân hư trần phật nói là không thể phân chia được nữa rồi Gần kề giới hư không Phật vẫn là dùng cái trần này Ngày nay đã quan sát được sống Đó là có một chút gần kề Với cái ý nghĩa lân hư này rồi Phật nói cho chúng ta biết Vật chất là phát sinh như thế nào vậy Là từ một niệm bất giác mà có vô minh Vô minh chính là hiện tượng của sống Vô minh là cái tướng động Vô minh là tướng động Cho nên ở trong kinh luận Pháp tướng nói Vô minh bất giác sanh tam tế Đây là tướng tam tế Tướng tam tế cái đầu tiên là nghiệp tướng nghiệp tướng nếu dùng cách nói hiện đại để nói là sống cực kỳ yếu ớt từ nghiệp tướng biến tiếp thành chuyển tướng chuyển dẫn là một loại sống chẳng qua biên độ của sống lớn hơn nghiệp tướng từ chuyển tướng liền biến thành cảnh giới tướng Cảnh giới tướng chính là vật chất Là có thể biến thành hiện nay gọi là hạt cơ bản Cái thứ này là sanh ra như vậy Nếu như ở trong lý luận Kinh Phật nói Tại vì sao sống Lại biến thành vật chất như vậy Phật dạy cho chúng ta một cái nguyên lý vậy cho chúng ta một cái cơ sở lý luận duy thức sở biến thức là gì vậy thức là phân biệt chấp trước cái vật thể này là do chấp trước biến hiện ra nó giống gì không có là do phân biệt chấp trước biến hiện ra phân biệt chính là sống chấp trước đem cái sống này biến thành vật chất chúng ta dùng khoa học hiện đại để quan sát lại xem thấy phật ở trên kinh nói với chúng ta bạn ngợp chung lại xem thì dễ dàng hiểu rõ hơn nhiều rồi đây là vật lý học hiện đại trên kinh phần thấy đều có là Phật nói ba ngàn năm trước không có những công cụ khoa học này. Ừ. Rõ ràng những gì nói ra là khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất mới phát hiện. Chúng ta tin ngũ nhãn viên minh của Phật, con mắt của Phật còn nhạy bén hơn so với quan học cao cấp. Cỡ nào đi nữa hiện nay của chúng ta, người nhìn rất rõ ràng. Hiện nay nhà khoa học vẫn chưa có nhìn thấy chuyện tướng Vẫn chưa có thể nhìn thấy nghiệp tướng Nhiều nhất chỉ nhìn thấy hiện tướng mà thôi Nhìn thấy những cái thứ này Điều Phật nói với chúng ta thật sự vô cùng vi tế Cho nên phải biết cái thứ này là do duyên sanh do duyên sanh thì không có tự tánh không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được không thể được thì đương nhiên không nên phân biệt nữa càng không nên chấp trước lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước xin thưa với các vị cái chân tướng này bạn liền nhìn thấy ngay Tại vì sao bạn có thể nhìn thấy vậy Tự tánh bát nhã Cái trí huệ Cao độ này Năng lực viên mãn Phật là ngũ nhãn viên minh Người nhìn thấy rồi Mỗi người chúng ta Đều có ngũ nhãn Mỗi người chúng ta Đều đầy đủ trí huệ Bát nhã viên mãn Chúng ta ngày nay trí huệ không có Năng lực không có Tại vì sao không có vậy Phần nói với chúng ta Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bởi do vọng tưởng phân biệt chấp trước Mà không thể chứng đắc Phật đây là một câu nói Đem gốc bệnh của chúng ta Nói rõ ra rồi góc bệnh của chúng ta chính là vọng tưởng chấp trước cái gì phải biết vọng tưởng chính là phân biệt lìa khỏi vọng tưởng chấp trước trí huệ năng lực bản năng của chúng ta đều hồi phục phật có thể nhìn thấy chúng ta cũng có thể nhìn thấy phật nói cho chúng ta biết vọng tưởng chấp trước lìa một phần thì năng lực trí huệ của bạn Liền sáng tỏ một phần Vọng tưởng chấp trước lìa hai phần Thì năng lực trí huệ của bạn Liền được hai phần Là phục hồi hai phần Có phải thật không? Là thật Trong Kinh Kim Cang chính là nói như vậy Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo Phá một phẩm vô minh cũng chính là vọng tưởng chấp trước buông xả một phần Trí huệ năng lực của họ phục hồi một phần Bồ Tát nhị trụ buông xả hai phần Thì họ được hai phần Đến Bồ Tát đẳng giác 41 phẩm vô minh Thấy đều buông xả rồi Thì trí huệ đức năng đạt được của họ là viên mãn Chữ được này Cũng là nói rất gượng gạo Bản năng họ khôi phục Làm gì có được chứ Được là trước đây không có Mà mới có thể nói được Họ giống dĩ có Cho nên được cũng là nói gượng gạo Bất đắc dĩ Không nên chấp trước Thật sự có được Không nên chấp trước Thật sự có trí trong tâm kinh cuối cùng nói với chúng ta lời chân thật không có trí huệ cũng không có chứng đắc đó là cái trí huệ viên mãn cái đức năng đó viên mãn trí huệ đức năng viên mãn không phải có được là tự tánh vốn dĩ có hiện nay chỉ phục hồi mà thôi tốt rồi hôm nay chúng ta giảng đến đây a à, di đà cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật